khiếu kiện Hải Phòng chẳng hạn. Đánh người là khiếu kiện Hải Phòng chẳng xin chào anh Trần Thanh Thái ạ. Thưa anh Trần Thanh Thái, chúng tôi được biết là sáng hôm qua 22 tháng 10, đoàn dân oan của tỉnh Tây Ninh có đi khiếu kiện đến Mặt trận Tổ quốc, sau đó trên đường về đi ghé qua chỗ tượng đài Lenin ở đường Điện Biên Phủ thì đột nhiên bị công an chặn đường và bắt giữ. Anh có tưởng tình ngại cái việc đó được không anh? Dạ, được. Mời anh nói ạ. Ngày qua thì theo cái cả đoàn của đoàn Tây Ninh đó là lên trên Mặt trận Tổ quốc ấy, để nhận cái phiếu chuyển đơn của Mặt trận. Thì trong khi đây thì chờ cũng tới trưa rồi mới nhận được cái phiếu đó. Thì về khoảng nhận được khoảng 10 giờ mấy, 10 giờ hơn rồi cả đoàn đi về. Là từ với Mặt trận đi bộ về tính định đi lên trên đây đang mà đón xe buýt đi về. Nhưng đi trước tới trước cửa tượng đài Lenin đó thì gặp một đoàn công an chặn lại là biểu lên xe. Nhưng đi là giờ người ta dân người ta vẫn đi trên lề không có băng rôn khẩu hiệu gì hết. Rồi thì mời kêu lên xe rồi chở về phòng tiếp dân Ngô Thị Nhậm. Nhưng mà đều khi lên xe rồi thì lại công an chở vô đưa về với số 6 đường Quang Trung ở thành phố Hà Nội ấy. Rồi về đó là mới chia ra, họ mới biểu mỗi người ngồi riêng ra, đặng họ lấy lời khai ra từ người một. Riêng ông Thông đó thì cũng có đoàn Tây Ninh đó, riêng ông Nguyễn Thông có đoàn Tây Ninh đó thì họ khuyên rất nhiều người. Công an có bảo vệ, có mấy người an ninh mặc áo sĩ binh có. Còn đầu sĩ binh đó là khiêng đi phần khác phòng. Đó là mới là có hai người, có một người của Thái Bình cũng khiêng dắt đi nhưng mà ngồi riêng phòng dài nữa. Mới nghe là ông Thăm này la lên là trời ơi, nó đánh tao rồi. Là ông từ đó là không nghe qua nữa, ông nhất cũng nằm luôn ở trên cái sàn nhà là mấy tiếng đồng hồ á. Sau đây là làm việc danh hết từ người mà làm cho xong hết rồi, một danh mới tả ra mới hỏi mới đi kiếm, khoảng mấy tiếng đồng hồ mới danh mới tả ra đi kiếm thì thấy ông có xe cấp cứu nằm ngoài á, mà ông thì nằm ở trong nhà á, áo thì bật ra mà ông nằm dưới sàn nhà, ai là đụng là ông cũng quá đời, ông mới nhất chết tôi rồi. Là dân là mới la lên nói là trời ơi, công an đánh dân chết rồi mà để nằm đây vậy, là nó mới chở lên bệnh viện, nó kêu cấp cứu chở lên. Trong khi đó là em lên xe nó lại không cho,
nó biểu là bắt cho y tá nói là để cán bộ lên được rồi, không cho em nói lại người nhà đi được rồi, có gì nào không cho số em xuống là chở đi bệnh viện, trong đó là còn một số dân không không cho ra, công an không cho ra, chỉ chở mình không đi thôi à, không cho dân ra, dân là làm việc xong chưa xong thì cũng bắt nhau đó, không cho đi chạy theo. Ở ngoài mới điện ra ngoài có người đi theo là nó lại bệnh viện Hà Đông ấy, nằm đó, mà cũng không có chụp hình, cũng lâu lắm là mới chụp hình. Dân với tụi em ở động là lâu tới tối rồi em nó mới biểu tụi em đi ra về, mà đi vô làm việc đó thì nó nói là dân em đó là đi gây rối mất trật tự, lập biên bản là biểu là mọi người phải ký vô cái biên bản là vi phạm hành chính gây rối an ninh, em không ký. Em nói ôi dân, người dân tôi hôm nay đi lấy cái thông báo với mặt trận đồ quát về đương đi trên vỉa hè chứ không phải là đi với làm đề đường nữa, tại sao mấy ông bắt về, mấy ông lại nói là gây rối, nó nói là làm ăn gây rối trật tự an ninh. Bây giờ lập biên bản, tụi em nói là không không lập biên bản thì đập chứ không ai ký tên đó. Nó nói là không cần, tôi không cần mấy ông ký luôn, mấy ông lại ký hay không thì không cần. Mượn kêu mấy người bảo vệ, rõ ràng là có hai người bảo vệ, người nào mà không ký là kêu hai người bảo vệ vô ký. Nó nói là bộ nó tụi em là đi gây rối vậy, là phải ký biên bản, không ký không cho về, ra ngẫm ai ký á. Trời về cái hồi là xong ra, ra là tụi em mới đi xuống khuya tối là 7 giờ em mới chính nhau xuống bệnh viện. Thăm thông đó thì ở dưới bệnh viện Hà Đông là chụp hình hỏi kết quả là người ta nói là chỉ chấn thương phần mềm nha, là để nằm nó ẩm lên như lắm. Em ở tổng cũng không biết là hỏi bà thăm bà con người ta bên ngoài mới chở ông đi cái bệnh viện tư, lên bệnh viện xây dựng của Thanh Xuân đó, quận Thanh Xuân đó, cũng Hà Nội luôn. Ở trên nó biết xưng là quận Thanh Xuân mà bệnh viện xây dựng. Em nghe nói là bệnh viện đó là bệnh viện tư, nên lên đến chụp hình cho anh Thông chiếu âm đồ, chụp cắt lót rồi ổng là thấy là ổng bị lún nhẹ nốt xương sống ổng á, là giờ ổng không thể đi bình thường được, nên phải mang cái áo, khi mà cái áo gì biết mà phải mang cái áo đó vô mới đi được, tại vì ổng bị chấn thương đó rồi, nếu mà ổng mang áo thì nó bị chèn cái mắt khi sống đó là nó bị tê liệt sao đó, cho nên là giờ ổng phải mang cái áo đó. Mà giờ nằm người tự động rất khó, tôi nói là hạn chế đi trong khoảng 10 ngày, nếu ổng mà bị xê dịch là sẽ bị tê liệt. Là có hỏi em lại vô là có hỏi là sao bị vậy, cái nó là bị đánh, ra là bị đánh, sáng này là bị đánh vậy, mới là cái này là bị chấn, nó không có máu bầm mà tụ gì đâu, nhưng mà để nó bị lún nhẹ, lún cắt mắt sinh sống nhẹ nhẹ, là bác sĩ tư vấn là nó có thể, nếu mà không khéo có thể bị tê liệt hai giò, thì nói là căn dặn nếu mà không có nghe tê hay là khác thường cái bàn giò là phải trở lại khám, hoặc là có thể mổ gì chứ, nếu mà kéo dài thì để như vậy nằm ở nhà là ổng sẽ đi liệt. Hiện giờ ổng cũng dẫn về nằm ở nhà trọ ở đối diện phòng chức danh. Rồi vậy em nói vậy hết rồi anh ơi. Vâng, xin cảm ơn anh Trần Thanh Thái ạ. Và mong rằng ông Thông sẽ sớm đi được bệnh viện để mà điều trị cái vết thương đang rất là nguy hiểm đến tình trạng sức khỏe của ông đó. Xin cảm ơn anh và xin gửi lời thăm sức khỏe đến ông Thông ạ. Vâng, chào anh.